Đứng trước bóng là Bruno. Hiệp 1 của trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel đã bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội Hà Tĩnh sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Đây là lần thứ 2 huấn luyện viên Phạm Minh Đức dẫn dắt một đội bóng tại V-League. Cách đây 5 năm thì ông đã từng là huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội T&T. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Dương Quang Tuấn. Ngày hôm nay trấn giữ khung thành của Hà Tĩnh là Dương Quang Tuấn thay vì là Hoài Anh. Tuấn Hải dứt điểm rất nguy hiểm, một tình huống phản công trực diện của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Người ghi bàn nhiều nhất cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh năm mùa giải năm ngoái đã lên tiếng, và chúng ta hãy xem lại tình huống này. Quế Ngọc Hải đã không theo sát, một pha sút thẳng về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh nhưng bóng đi cắt ngang khung thành. Pha sút bóng bằng chân trái rất tốt của Tuấn Hải. Tuấn Hải là học trò cưng của huấn luyện viên Phạm Minh Đức ở mùa giải năm ngoái. Được một cuộc đua tranh thú vị trên Minh Tuấn. Pha dứt điểm của Vũ Minh Tuấn là quá nhẹ sau khi anh đã kỹ thuật vượt qua các cầu thủ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây được xem là cơ hội đáng kể nhất bên phía Viettel ở trận đấu ngày hôm nay. Minh Tuấn rất nhanh qua được sự truy cản của Gian Clasio. Nhưng sau cùng thì pha sửa lòng của Minh Tuấn là quá nhẹ. Như vậy là cả hai đội đều đã có được những cơ hội thực sự đầu tiên. Luôn dâng cao đội hình tuổi tổ chức tấn công, còn câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ đang chơi phòng ngự phản công của phần sân nhà. Đánh đâu không được. Câu trả lời thứ hai của Bruno. Gian Clasio đã phản đoán không tốt. Rất may cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là pha đánh đầu của Bruno. Bóng đi nhẹ vào đúng vị trí của thủ môn Quang Tuấn. Thì huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Bruno không được. Đó là một tình huống hiếm hoi mà Gian Clasio đã để cho một tiền đạo của Viettel thoát. Đó là sự xuất hiện của Venasio Caike Lemes. Đường phát bóng của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Cho đến thời điểm này thì Gian Clasio Nguyên Mạnh. Những trận đấu trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra vào lúc 15 giờ. Một tình huống tổ chức tấn công. Cơ hội. Đức Chiến có mặt kịp thời, rất đúng thời điểm. Không đủ khoảng thời gian để xử lý bóng, và đây là cơ hội rất tốt mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bị bỏ qua. Hay nói chính xác hơn thì đó là một kỹ năng phòng ngự của Đức Chiến. Không tốt của Duy Thường đã mất đi cơ hội cho câu lạc bộ Viettel. Rất hay. Dứt điểm. Không vào. Một tình huống đi bóng rất tốt của Hoàng Anh. Pha dứt điểm của anh đã đi đúng vào chủ vị trí của thủ môn Nguyễn Mạnh. Ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ Viettel đã lôi kéo và mua sắm Nguyễn Mạnh về. Điều đấy đã chứng tỏ anh đã cứu thua trong tình huống mà Hoàng Anh dứt điểm như thế nào. Ở mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ Viettel luôn đeo đầu về vị trí thủ môn, nhưng năm nay đã có Nguyên Mạnh đã thêm phần chắc chắn. Chúng ta hãy xem lại tình huống dứt điểm ở góc hẹp. Rất hay, Trọng Hoàng dứt điểm không vào. Trọng Hoàng dứt điểm thứ hai vẫn không vào. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Viettel. Tình huống dứt điểm cuối cùng của Trọng Hoàng đã không chiến thắng được thủ môn Quang Tuấn. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Venasio đã dứt điểm đầu tiên và đã không chiến thắng được thủ môn Quang Tuấn. Và tình huống dứt điểm thứ hai của Trọng Hoàng, bóng đi thiếu chính xác. Và một cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phá bóng trên vạch vôi. Rất tiếc cho câu lạc bộ Viettel. Bây giờ là phản công cho các cầu thủ Viettel.
vào bóng. Rất quyết liệt của Văn Vĩ đối với Quế Ngọc Hải. Ngay lập tức trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Văn Vĩ. Đây là thẻ vàng thứ hai của trận đấu. Thẻ vàng trong hiệp 1 là dành cho Trọng Hoàng bên phía câu lạc bộ Viettel. Và bây giờ là thẻ vàng dành cho Văn Vĩ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một pha vào bóng bằng gầm giày rất nguy hiểm của Văn Vĩ. Nếu như trọng tài trước kia thi đấu ở Sông Lam Nghệ An, Khắc Ngọc luôn thực hiện những pha đá phạt trực tiếp. Đánh đầu rất không được, 1-1, cứu thua của Quang Tuấn. Một tình huống đánh đầu của Bruno. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Quang Tuấn, bàn thắng đã đến. Và chúng ta hãy xem lại tình huống này. Một pha đánh đầu của Bruno Cuha. Zen Crescio ở trong hiệp 1 đã thi đấu xuất sắc, nhưng trong tình huống vừa rồi anh đã không theo sát đối với Bruno Cuha. Đứng trước bóng là Tấn Tài và Pina. Đánh đầu, người đã chạm bóng là Bruno. Hai pha dứt điểm tiếp không vào. Bây giờ thì Trần Nguyên Mạnh mới phải thực sự trổ tài. Đó là pha dứt điểm thứ hai của Phạm Tuấn Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Và nó đắt khung thành của Nguyên Mạnh trong một tình huống báo động. Nhưng rất may là phản xạ kịp thời của thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã cứu thua. Một bàn thua trông thấy cho Viettel. Một pha xử lý rất hay của Phạm Tuấn Hải. Nhưng hay thôi thì chưa đủ khi trong khung gỗ của Viettel ở mùa giải năm nay đó là Trần Nguyên Mạnh. Hoàng Đức. Lần này thì một pha dứt điểm bằng đầu khác. Pha dứt điểm của Venasio, bóng đã đi chạy khung thành. Trong một thế trận bế tắc thì những tình huống cố định có thể coi là một giải pháp. Đã lùi về rất nhanh Trọng Hoàng. Đây là Khắc Ngọc, rất nhiều khoảng trống. Phối hợp, một quả penalty dành cho câu lạc bộ Viettel. Tình huống đánh trung lộ rất tốt của các cầu thủ Viettel. Pha phối hợp giữa Khắc Ngọc và pha đi bóng rất khôn ngoan của Vinh Minh Tuấn. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Bắt buộc Gian Crencio phải phạm lỗi với Minh Tuấn. Một tình huống không chế kéo bóng ngay lập tức. Ở trong hiệp 1 chúng ta thấy Minh Tuấn cũng vượt qua Gian Crencio. Và bây giờ Gian Crencio đã phải phạm lỗi đối với anh. Và câu lạc bộ Viettel được hưởng một quả đá 11m. Đứng trước bóng là vua pha lưới V-League 2019 Bruno Cunha. Chúng ta hãy xem một Quang Tuấn bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ xuất sắc như thế nào. Anh có thể ngăn cản được pha đá phạt của Bruno Cunha hay không? Bruno không vào. Một Quang Tuấn đã giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không có bàn thua. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không bị rung lên. Chúng ta cùng xem lại một tình huống dứt điểm vào giữa, nhưng Quang Tuấn đã phán đoán được và phá bóng bằng chân. Rất tiếc cho câu lạc bộ Viettel. Và bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới vẫn chưa đến với Bruno Cunha. Văn Đức tạt bóng vào trong, cơ hội, bóng vẫn còn, dứt điểm không vào. Hai cầu thủ được tung vào sân ở hiệp 2 đang thi đấu rất tốt. Đó là pha dứt điểm của Văn Hiệp. Văn Đức và Văn Hiệp vào sân đã cho thấy một luồng gió mới để uy hiếp khung thành bên phía đội bóng Viettel. Thủ môn Nguyên Mạnh đã phải làm việc. Quế Ngọc Hải, Venancio, pha đi bóng của Venancio được chuyền vào trong không được. Trọng tài đã xác định là bóng đập vào người của Venancio đi hết đường biên ngang. Tân binh của câu lạc bộ Viettel đi bóng rất dũng mãnh.
có 4 cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phải theo kèm đối với anh. Và Hải Phòng, trong khi đó thì trên kênh Tin Tức HD sẽ là màn so tài của BKM Bình Dương và SHB Đà Nẵng. Pha đánh đầu của Bruno đã gây khó khăn cho thủ môn Quang Tuấn trong tình huống vừa rồi, và triển khai tấn công tốt hơn để chuyển dài lên cho Việt Phong. Cơ hội, tỷ số là 1-0. Rất bất ngờ, pha phối hợp không hiểu với nhau giữa thủ môn Quang Tuấn và hàng hậu vệ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Điều này đã giúp cho Việt Phong có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 86 của trận đấu. Rất tiếc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ đang chơi tốt nhưng bàn thắng lại đến với Viettel có phần may mắn. Trong tình huống vừa rồi, Việt Phong đã gỡ như các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã phá được trái bóng, nhưng vận may đã không đến với đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Pha phán đoán điểm rời không tốt của Hữu Quý và tình huống ra vào rất đáng trách của thủ môn Quang Tuấn. Trong thời gian dài, thủ môn Quang Tuấn đã thi đấu rất tốt nhưng tình huống ra vào của anh đã không hợp lý và bóng đã trôi qua, đã tạo điều kiện cho Việt Phong có bàn thắng dễ dàng. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ quốc gia Việt Phong ở mùa giải mới 2020. 1-0 dành cho Viettel. Những sai lầm, những phán đoán không tốt của Hữu Quý và Quang Tuấn. Ở trong thế trận thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chơi khá tốt ở hiệp 2. Và đây là phản công. Bruno. 2-0, không vào, như vậy là không vào. Bóng đã đi chạch khung thành của thủ môn Dương Quang Tuấn. Một tình huống sở trường, pha tự bóng kỹ thuật. Bóng đi cắt ngang khung thành của Dương Quang Tuấn và chỉ chạch trong có gang tấc mà thôi. Một tình huống xử lý kỹ thuật, nhưng rất tiếc là Bruno Cunha đã không thể có được pha lập công trong mùa giải đầu tiên năm nay. Gianclesio Almeida đã phạm lỗi, và tình huống phạm lỗi vừa rồi của Gianclesio cũng là tình huống cuối cùng trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel. Bàn thắng duy nhất của Việt Phong được thực hiện ở phút thứ 87 đã giúp cho đội khách giành trọn 3 điểm trong ngày mở màn của V-League 2020.